trao à, đào bằng rất là vui được gặp lại tất cả quý vị cô chú anh chị em thì à, tiếp tục nói về à, cái câu chuyện sóng gió à, gia đình của ông năm thì trao à, đào bằng trong cái video này à, tiếp tục chia sẻ một số những cái thông tin mới à, để gửi đến cho quý vị cô chú anh chị em thì à, ngày hôm nay à, trên à, khắp các cõi mạng thì à, mẹ con cô sáu là một cái đề tài đang được à, nhiều người rất là quan tâm à, sau khi là các phương tiện truyền thông và thậm chí À, là cái thông báo à, của bên phía là tòa và viện thì cũng đề ở trong đó là cái vụ kiện à, như là tranh chấp nhà cho ở nhờ ở à, thật sự nó là một cái cú tác thắng vào mặt của à, mẹ con bà sáu và đặc biệt thì à, buổi trưa ngày hôm nay à, là anh Vũ cũng đã cùng với luật sư và thừa phát lại đến nhà của con gái năm à, để à, làm việc à, liên quan đến những cái người à, xúc phạm con gái con năm. À, trong suốt thời gian qua thì đây cũng là một cái thông tin tích cực và những cái à, bước tiến tiếp theo à, trong cái à, câu chuyện à, sóng gió gia đình à, và ngay sau khi là cái à, chia sẻ của anh Vũ được đăng tải đó thì à, hiện tại bây giờ là bên phía à, mẹ con của bà sáu thì vừa mới lên bài để à, đáp trả và họ nói một câu à, khiến cho nhiều người nghe xong là khá là nghe họ khẳng định rằng à, sau khi à, là xử lý và tước cái quyền làm con nuôi à, của là con gái ông năm thì họ sẽ xử lý là anh vũ à, thưa kiện ngược trở lại anh vũ à, và để xem là những cái mưu đồ của họ thì có thực hiện được hay không và đặc biệt thì cũng có một số người vào ở trong là trang à, à, facebook của là con gái bà sáu để coi như là khuyên bảo cái cô này hãy dừng lại nếu còn có thể thì ngay lập tức là cô này đã nạp cho anh nguyên một cái dạng la fan à, và chặn ngay cái facebook của anh này đó thì à, cụ thể à, nội dung cái tin nhắn như thế nào thì à, quý vị theo dõi hết cái video à, ta đồng bằng sẽ đọc và chia sẻ cho mọi người nghe thì à, đầu tiên là nói về cái thông tin à, cái buổi làm việc à, của là anh vũ cùng với luật sư đó thì anh vũ cũng à, chia sẻ là cũng đã hoàn thành và đây cũng là cái thời điểm chín mùi để xử lý mạnh tay hơn với những là cái người mà đã nói xấu như là xúc phạm con gái của chú năm và anh nhà báo một anh nhà báo cũng đã chia sẻ lại một cái sự việc như thế này đọc cho vị nghe xúc phạm một cố nghệ sĩ tài danh như ông hoàng cải lương hồ quảng nhất là chuyện giới tính thì không thể nào tha thứ được nó đã làm giọt nước tràn ly à, nhân đây chia sẻ đôi điều à, nghệ sĩ mỹ chị tôi suốt mấy chục năm làm nghề chưa từng biết sân si chảnh chẹ hay ra vẻ với bất kỳ ai cho nên những ai lên mạng xã hội nói những điều không hay về chị là bậy rất bậy cực kỳ bậy chỉ cần cái tên mỹ thôi đã là bảo chứng cho sự nổi tiếng bản thân chị ấy không cần phải làm bất cứ điều gì để đánh bóng thêm tên tuổi của mình nữa bởi đơn giản tên tuổi của chị đã bóng lắm rồi nhất là với gia đình của đàn anh là anh năm suốt thời gian qua à, chị mỹ đã cư xử rất đúng mực của một người chị người cô trong nhà mấy chục năm làm người tình sân khấu làm em cái cưng của ông hoàng cải lương hơn ai hết chính là người chị rất hiểu anh năm và hiểu kỹ nội tình của gia đình anh ấy nhưng chị không hề có bất cứ phát ngôn nào làm tổn thương bất kỳ ai cho nên đừng ai tự lấy bất cứ những suy nghĩ không hay Không tốt cho mình rồi gắn ghép cho chị nha Chị Mỹ bị bệnh tim Từng bị xỉu nhiều lần trên sân khấu khi vào giai diễn nhập phải nhập viện à, Chị Mỹ bị bệnh khớp Bác sĩ khuyến cáo chị không thực hiện những hình thức chủ đạo tuần cổ trên sân khấu nhưng vì quá đam mê vì yêu khán giả mà chị đã bỏ qua lời khuyến cáo khiến bệnh ngày càng nặng thêm xin hãy để cho nghệ sĩ thoại mỹ à, bình yên chữa bệnh hãy để cho tấm bình yên nhã tơ làm đẹp cho nghề à, cho tầm bình yên làm đẹp cho nghề thì à, mở đầu của anh nhà báo khi mà viết bài để mà chia sẻ về cái sự việc ngày hôm nay thì hình như là em đã đoán được là cái nhân vật nào sẽ nằm trong cái danh sách rồi thì à, hình như là cái nhân vật đó đã xóa những cái trạng thái và ẩn cái cái cái, cái trang cá nhân của mình rồi nhưng mà chắc hẳn rằng là nhiều người cũng đã lưu lại rồi, à, cho nên là mọi người cứ yên tâm về cái việc đó à, và có thành mỹ ở trong đó à, và có con gái của chú năm ở trong đó thì chắc chắn rằng em đã biết được cái người đó là người nào rồi, à, cái người này là nói chung em cũng không xa lạ gì nhưng mà em cũng không hiểu vì sao mà cái người này lại có thể phát ngôn những cái việc như vậy. Ha, cái anh, cái chàng trai trẻ này là cũng là một cái người à hôm nay là cũng được khá nhiều anh chị quan tâm nhưng mà sau khi là con gái của ông năm lên bài để nói rằng là ba đâu có tội tình gì mà lại xúc phạm về cái giới tính của ba như vậy đó thì nhiều người đã bức xúc và cái, cái thanh niên này đã xóa hơn cái bạn đi rồi Là ẩn cái kênh rồi nhưng mà dù cho có ẩn đi chăng nữa thì cái gốc tích của cái anh này thanh niên này thì nhiều người ta đã biết làm gì làm chứ đừng bao giờ đụng tới người đã khuất ha mình có phản biện hay mình nói gì nó cũng nằm trong cái khuôn khổ thôi chứ mình cũng không phải là nhân danh cái gì cả để mình lên mình xúc phạm với tính người khác đồng ý là mấy anh chị có quyền để bên giật Nhưng mà thắc mắc một điều là tại sao à, mẹ con bà sáu thì nói rằng là gia đình ruột thịt mà không khi nào mà họ lên tiếng để họ phản bác lại những cái người mà nói xấu ông nam kiểu như vậy thì họ vẫn im im lặng hả bình tĩnh ha thì à, đặc biệt là sau khi cái thông tin mà anh Vũ cùng thừa phát lại đến làm việc đó những người mà xúc phạm giới tính công năm rồi đó. thì bên phía bên kia họ nói như thế này. À, một cái nét facebook coi như là tĩnh lặng cái nét này coi như là cũng mạnh mẽ lắm đây. À, trong bên phía là mẹ con cô sáu để bình luận như thế này. Sau này nếu tòa án kết luận bỏ quyền làm con nuôi theo pháp lý à, của con gái ông năm thì lúc đó gia đình em ruột của cô nghệ sĩ có quyền kiện ca sĩ Nguyên Vũ tội xuyên tạc hình ảnh uy tín của người thân thông qua bài viết nói về con lon trên fanpage của ổng lập ghi bằng về bài viết này để sau này có kế kiện ổng à ghê chưa thì thật sự là không không biết là những người này họ đang suy nghĩ cái điều gì khi mà họ nói rằng họ chắc chắn sẽ thắng và sau này nếu nếu À, có thể mà bỏ cái quyền làm con nuôi theo pháp lý đó Thì hiện tại bây giờ họ cũng đang thừa nhận Cái vấn đề là con gái của ông Năm Là đang là con theo pháp lý đó Có giấy tờ và họ đem cái chữ nếu Thì cái chữ nếu này em nghĩ là Chắc nó sẽ không bao giờ có Trong cái trường hợp này Không bao giờ có à, à, Có quả chăng là chỉ là Những cái người Gọi như là à, Ông Năm á, chỉ có mình ông Năm Mới là có cái quyền hạn để yêu cầu đó thôi còn mẹ con bà sáu thì với tư cách hiện tại bây giờ thưa kiện kiện tụng tranh chấp về cái ngôi nhà được cho ở nhờ đó là một cái công tác vả thẳng mặt à, Nói nó thẳng là vả thẳng mặt phải gọi như là nhà của mình thì hoặc là nhà được chia tài sản thì nó còn nghe hợp lý tranh chấp tranh về vụ kiện tranh sắp ngôi nhà cho ở nhờ không đó là cái thông báo của là là, là, là bên phía là À, tòa án nha, người ta thông báo về cái 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 cái, cái, cái viện kiểm sát cũng đã thông báo nè là thủ lý à, đã thủ lý yêu cầu phản tố về đòi nhà cho ở nhờ, à, đòi nhà cho ở nhờ nghe không? Trời ơi, thiệt là nhục nhã, nhà cho ở nhờ, ở xong rồi rồi tranh giành tranh chấp với con gái của người ta thì thôi thua, à thua. Và hiện tại thì nhiều người cũng đã à, nhắn tin để mà khuyên bảo. À, con gái của bà sáu là hãy là dừng lại à, và người ta chỉ mới có gửi một số những cái thông tin gì đó mà chưa kịp nói tiếp thì à, con gái của bà sáu đã mắng người ta xối xả rồi à, lóc người ta luôn ha à, thì à, bây giờ sẽ đọc cho mọi người nghe à, đọc cho mọi người nghe là nguyên văn là cái cái à, tin nhắn của là con gái bà sáu nhắn như thế này và lóc người ta à, đọc cho quý vị nghe ha Ừ, có thể là cái anh này đã nhắn tin quan tâm hay sao đó chửi như thế này cảm ơn anh đã quan tâm à mà đúng rồi chuyện này giờ như chuyện thời sự cho dân chúng bàn luận như bà năm bà tám muốn suy luận sau cũng được mà em họ gì cũng không liên quan đến ai mà điều quan trọng hơn nữa dù em có họ gì em là chính gốc dòng máu của mẹ của cậu em trời ơi cái này nói là sai rồi đó của mẹ của cậu em làm sao trời trời đất quỷ thần chính gốc là dòng máu của mẹ em với ba của em hiện tại bây giờ đang ở quán ăn bún bò chứ dòng máu của mẹ em với cậu em nói về tàu lao rồi đó nó không có dính dáng gì đâu thiệt luôn á đúng máu chính chủ chứ không phải con nuôi không dòng giỏi nha <laughs> chính chủ của ông quy mà chính chủ của ông quy em ơi à, chứ không phải của, của ông kia đâu Em mang ơn gia tiên cũng là điều tất nhiên Cậu em đã bao bọc cho mẹ con em cũng không lạ gì Với cái giới nghệ sĩ đã từng biết đâu anh Chuyện đó là chuyện gia đình em không cần anh nhắc nhở Còn nhiều còn kiểu người dân mang ơn Cậu em mới cần trả ơn nha Giờ nó ngậm máu phun người lấy ơn báo quán Thì quả nghiệp của nó cũng không nhỏ đâu anh À anh nhắc em sẵn em nhắc anh luôn nè nghiệp đến với anh khi anh xen vào chuyện nhà người ta mà anh nói sai, coi chừng bị cắt lưỡi. khi đọa địa ngục thì quan uổng kiếp mình à, khi mình làm sai rồi ừ, ghê quá ghê quá rồi à, gì đây à, anh sẽ ngậm máu phun người đừng biết đâu chuyện đó gia đình em có nhỏ nhở còn kiểu người dân thì nghiệp của nó không nhỏ đâu nhắc sẵn nhắc anh luôn nè nghiệp đến với anh khi nào chuyện người ta mà nói sai coi chừng bị cắt lưỡi khi đọ địa ngục thì quan uổng kiếp mình khi mình làm tốt trọn đời mà vì chuyện nhà người ta mà bị cũng thấy quan nghiệp của anh hát em đúng với cậu em đủ rồi không cần giải thích với ai tiễn anh hả à, xong vậy là anh tiễn dòng người ta và nó khóa người ta một cái kịch à, trong khi là người ta vô để coi như là khuyên bảo thôi À, à trong đây thì à, cái ý của là con gái của bà sáu là cái chuyện mà ông năm bảo bọc và phải trả nợ bao năm à, cho mẹ con của bà sáu là đương nhiên à, cái đó gọi như là trong cái ngũ ý là nó là cái đó là nghĩa vụ của ông năm không có gì là lạ và không cần phải mang ơn à, và phải trả ơn à, đúng không à, cái ý nó là vậy còn à, mẹ em À, mẹ của em với em là người có ơn à, với ông năm à, già với con rồi của ông năm nữa cho nên là tuổi này là những cái tuổi vô ơn à, đúng không ừ đúng không chính xác không mà biết nè à, chuyện ông năm mà bảo bọc là cũng không có gì lạ này cái nè à, chỉ có những kẻ vô ơn này nè thấy không? không cần nhắc nè gặp máu phun người đã lấy quán báo ơn rồi đó thì gọi như là những cái người ở nhờ ở ké rồi bây giờ là họ trở thành là những người quyền lực ở trong căn nhà thì mọi người nghĩ coi là họ có làm sai với ông năm hay không thì tự cái lương tâm của họ biết chứ làm sao mà một người ở ngoài người ta biết được đúng không chị em có làm sai với lương tâm của em hay không thì tự lương tâm của mình hiểu tự lương tâm mình biết được và bây giờ hiện tại là bên quán của à, À, bún bò đâu bún bò thì đang đem cái câu chuyện bàn tháng ra à, tự tụi nó thiêu dệt và bài vẽ ra tụi nó ở mạng xã hội này thì không biết là ai thông tin thì mình cũng không rành nhưng bây giờ họ nói là bên đây à, bên phía là con gái của ông năm thì đang đồn là bà sáu với ông năm là con là được lụm về không cùng quyết thống rồi đi thử adn ui rồi nó nói là con gái của bà sáu với ông chồng của bà là không có chung với không rồi nói tà la nói chung là nó đang bị câu chuyện là cái thằng youtube á nó bạn nó đang vẽ chuyện ra để à, có thêm những cái vấn đề nóng để nó tiếp tục nó làm hoài chứ nếu mà ngưng chủ đề rồi thì đâu có cái gì để nó nói nữa ha thì à, bây giờ nó đòi thưa kiện ngược lại là ông ông vũ nhưng mà với cái điều kiện nếu 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 như là gọi như là tòa gọi như phán quyết quỷ cái kiểu giấy tờ làm con nuôi làm gì có cái chuyện đó ha, làm gì có cái chuyện mà à, lợi lộc cho mẹ con bà sáu được ha thì à, nó sẽ xảy ra chỉ là trong giấc mơ của mẹ con bà sáu thôi chứ không có ngoài đời thì không có cái chuyện đó có thể xảy ra đâu ha cho nên là đừng có mơ mà suy nghĩ và tiếp tục làm cái chuyện đó đừng có mơ ha à, đừng có mơ có mơ cũng không được có mơ ổng nằm trong hồ cá ổng ở trong nhà gỗ mà hồ cá coi thì cũng không không có thành hiện trực về cái ước mơ ở trong căn nhà à, sở hữu căn nhà để dành cho gì à, cháu ngoại của bà sáu đâu hãy nằm mơ đi khỏi nằm mơ ha khi nào mà chính bằng đôi tay của bà sáu làm ra được thì bà sáu hãy cho con cái của mình nó có những cái ước mơ còn không thì coi như là đừng gieo vào đầu con cái mình những cái ước mơ, ước mơ như vậy là những cái ước mơ tham lam chỉ trong những cái câu chuyện cổ tích là nó mới có thôi nhưng mà nó một cái điều nó là dạng như là nó có một cái khuôn quả đeo bám thì con gái bà sáu với thằng rể là thường xuyên đóng những cái vai ác, vai tham lam, vai độc, vai giành giật thì như là nó ăn sâu vào trong máu hay sao đó đó thì đó là một số những cái nội dung mà trong cái video này thì tân đồng bằng muốn chia sẻ với anh chị Ta đồng bằng cũng khuyên với anh chị là mọi người cứ yên tâm thì cái câu chuyện sóng gió nhà ông năm thì nó cũng sắp tới hồi kết rồi nó cũng đang bước sang một cái chương mới rồi thì tân đồng bằng sẽ tiếp tục ngày nào cũng lên để kể chuyện cho mọi người nghe đây là cái câu chuyện gia đình ông năm tôi đang kể chuyện gia đình của ông năm thì không hề như đề cập tới bất cứ một cái cá nhân nào đây là một câu chuyện à, à, xã hội à nếu mà ai nghĩ nó có thật thì nó có thật còn đây là câu chuyện tôi kể hư cấu thôi ha à, một cái câu chuyện à, có thể nó là nó xảy ra ở một cái đâu đó trên thế giới chứ tôi không biết là nằm ở chỗ nào ha à, rồi à, rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nha em sẽ tiếp tục quay trở lại để kể chuyện cho mọi người nghe nhớ đăng ký kênh nhé chung để theo dõi những câu chuyện tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại quý vị